Sân chơi ASEAN từng không phải đất lành với bóng đá Việt Nam, khi cả hai đội tuyển nam và nữ đều sớm bị loại trong giai đoạn từ 1998 đến 2006. Phải đến ASEAN 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc, đội tuyển U23 nam Việt Nam mới lần đầu vượt qua vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Henrik Kallisto bất ngờ thắng U23 Bahrain ở trận ra quân, sau đó dù thua U23 Turkmenistan và U23 Iran, nhưng vẫn giành vé vào vòng 16 đội. Tại đây, U23 Việt Nam không thể vượt qua U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhưng đây vẫn là màn thể hiện đáng khích lệ đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá nam Việt Nam. 4 năm sau tại ASEAN 2014 ở Incheon, Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam gây sốc cho cả làng bóng đá châu Á khi thắng đậm U23 Iran với tỷ số 4-1, sau đó thắng tiếp U23 Kyrgyzstan để lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu thuyết phục. Đáng tiếc là ở vòng 16 đội, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura thua đội U23 UAE 1-3 trong trận đấu phung phí nhiều cơ hội. Đến ASEAN 2018, U23 Việt Nam có cú chuyển mình ngoạn mục khi thắng nhiều đội mạnh như Nhật Bản, Bahrain, Syria và lọt vào tới bán kết. Đội chỉ chịu dừng bước trước U23 Hàn Quốc của siêu sao Son Heung-min và đứng hạng tư chung cuộc. U23 Việt Nam quyết làm nên chuyện ở ASEAN với sức trẻ dồi dào Vương Anh như thường lệ. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thường đi trước các đồng nghiệp nam với lần đầu góp mặt ở bán kết ở ASEAN 2014. Đến ASEAN 2018, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung lại thua tiếc nuối trên chấm luân lưu trước đội Đài Loan. Hiện tại, ngưỡng cửa bán kết vẫn là giới hạn tối đa của cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam ở đấu trường ASEAN. Tại ASEAN năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, đứng một trong hai vị trí đầu bảng trước khi nhắm đến vòng tứ kết. Vừa dự World Cup 2023, đội tuyển nam U23 Việt Nam rơi vào bảng khó với đương kim vô địch Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu đầy sức nặng với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhưng với tâm thế thoải mái, nhóm cầu thủ dự kiến gồm nòng cốt U20 đang tiến bộ nhanh của chúng ta cũng có những lợi thế riêng. Kiến trúc sư trưởng Philippe Chusier đang muốn tạo cú hích để bóng đá Việt Nam hướng ra châu lục, thậm chí dám nhắm mục tiêu cao hơn là Olympic. Việc phù thủy trắng trao đội tuyển U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là sự gửi gắm tín nhiệm cho nhà cầm quân từng đưa Việt Nam đến với U20 World Cup 2017. Cuộc cách mạng của ông Chusier vẫn đang diễn ra cả bề rộng lẫn bề sâu. Phối hợp chặt chẽ với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi trực tiếp bộ mặt và cách vận hành của đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. U20 Việt Nam thậm chí phủ đến những cầu thủ chỉ mới 17, 18 tuổi như đã diễn ra ở giải U23 Đông Nam Á. ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc sẽ là bước đệm để những tài năng trẻ lứa U20 có những trải nghiệm quý giá, trưởng thành nhanh hơn nữa để đóng vai trò ngày càng then chốt hơn trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, như đã nói ở trên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đến ASEAN 19 với sự chuyển mình trẻ hóa mạnh mẽ tươi mới hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đội Olympic Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự ASEAN 19 vào ngày 16 tháng 9. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận định, sau World Cup 2023 ở Úc và New Zealand, bóng đá nữ Việt Nam